chào anh em cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn Fish và mình là Mr. Fish. Hôm nay thì mình có mua được một số cá lồng rồng các bạn. Ngoài tiệm cá cảnh á, thì lâu lâu thì họ mới có các bạn. Nói chung là cái hàng này thì nói chung thì có một số tiệm cá cảnh á, ngày nào cũng có hết nhưng mà phải đi xa. Còn cái tiệm cá cảnh gần nhà mình á, thì lâu lâu mới có. Đó, hôm nay có thì mình mua về cho em baby của mình ăn các bạn, cá rồng baby ăn đói lắm này. Đó, trước khi cho ăn này các bạn nên gì nó một chút xíu. Đó, mồi đây mồi đây. Chủ yếu là sẽ lấy cái ca các bạn ha, chúng ta tập tánh cho cá chúng ta sung. Cái cá lồng rồng này các bạn ăn rất là sung nha, rất là bổ, và cái đối với cá nhỏ này nè ăn rất là mau lớn nha. Mình thường là mình sẽ sử dụng cái này, cá lồng rồng này thay cho cá chép mồi ha, tại cá chép mồi nó rất là nhiều mầm bệnh nên là mình không có cho cá rồng mình ăn. Ăn vô cũng có sự cố, rất dễ sự cố các bạn, cá nhỏ này nó dễ bị nấm lắm nên là các bạn cho ăn là nguy hiểm lắm. Cho sự thả vào đó. Đó, đã chưa, tuyệt vời. Cá lồng rồng này thường người ta sẽ đánh bắt ở ngoài tự nhiên á, có nhiều bạn nó sẽ là cá người ta ương trong trong vèo, nhưng mà thật ra cá ương trong vèo thì người ta không bán gì đâu các bạn. Cá ương trong vèo là thường đa số bây giờ là cá lóc giống để làm thịt đó. Đó, thành ra là họ bán cái này là cá mồi á, thành ra là nó sẽ rẻ hơn, không phải là cá lóc giống đâu, cá tạp á. Mà cho dù là cá lóc giống thì nó cũng rất là tốt các bạn này, thì có thể cho ăn thoải mái. Cá này các bạn có thể nói nó dư thì nó sẽ tự bơi ở trong này luôn. Có nhiều anh em cho ăn cá này xong nó thoát được á, nó thoát được sự săn mồi của cá rồng, nó lớn lên luôn các bạn. Nó không chết nha, nó không có chết ẩu. Còn con cá chép mồi á, nó chết ẩu lắm. Tại vì trong 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 bản thân nó là nó yếu rồi. Cho ăn bằng con này thì rất rất là bổ và rất là sạch nha. Những cái dòng cá baby như thế này nè các bạn cho ăn này rất là tốt, anh em có thể tham khảo ha. Các bạn thấy là cá của mình đó, nhỏ nhưng mà rất là sung và rất là căng nha, rất là đã luôn á, căng xòe luôn. Quá đã. Ngoài ra thì anh em có thể là cho ăn thêm tép rong ha. Tép rong thì cái này ở ngoài chợ có những anh em ở vùng ven thành phố á, có cái tép rong mà nó còn sống luôn á, nó còn nhảy là búng tung tăng luôn á. Đó, nó thả vào hồ luôn, nó vừa có thể là núp vào trong những cái tiểu cảnh này nè đó, vừa làm mồi cho cá luôn, nó tạo cái tánh săn mồi cho cá, cá rất là thích nha. Bây giờ là phải săn mới có ăn chứ không có dễ dàng mà có ăn ha. Đấy đấy, phải săn nha, phải săn mới có ăn, không tự nhiên mà có. Ok, hôm nay chia sẻ như vậy thôi, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì bạn nào thấy hay thì nhớ cho mình một like, một cái chia sẻ nha. Anh em có thể tham khảo cập nhật bổ sung vào cái thực đơn cho cá mini của mình nha, để cho nó mau lớn và luôn sung căng ha. Đó, nhìn cá của mình nè, đuôi càng nè, căng xòe luôn các bạn, quá đã luôn. Đó, còn cái phần nào mà ăn dư á, anh em có thể là bỏ vô thùng anh em rộng ha, rất là dễ, cá này rất là dễ bảo quản. Mình thì mình có cái hồ riêng nè, hả?
đó, mình rộng rộng cá mình bỏ vào đây thôi, không cần lọc liếc gì đâu. Cái lóc này nó mạnh lắm các bạn, thì mỗi lần cần thì chúng ta lấy vợt chúng ta vớt ra cho ăn thôi. Ok, tạm biệt anh em nhé, chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau, bye bye.